cùng mẹ. Mà kể cả các gia đình bạn, nếu như mà bạn muốn bảo lãnh cho anh chị em cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha thì cũng đều được, chỉ cần có huyết thống là đều bảo lãnh được hết các bạn ạ. Đó là những cái thông tin mà mình đã tham khảo từ luật sư của mình, từ luật sư của Việt Nam trên cái trang VOA, cái trang đấy người ta có cái vị luật sư tên là Khanh ấy. Thì anh ấy làm việc ở bên một cái bang Texas, ở bang khác không phải bang của mình, nhưng mà anh ấy lần nào cũng cũng có những cái chương trình online trả lời trực tiếp ấy. Nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể vào cái trang web VOA thì các bạn search ra và các bạn chú ý theo dõi cái những cái lần online live stream trực tiếp của anh ấy. Thì mình có câu hỏi như nào mình có thể hỏi trực tiếp và luật sư Khanh sẽ trả lời cho các bạn. Còn về cái phần khi mà bạn, như hôm trước mình có nói là khi mà bạn sang bên Mỹ ấy, thì cái thủ tục ly, cái thủ tục kết hôn để bạn tiến hành làm thẻ xanh thì mình đã nói ở cái video trước rồi. Và còn cái phần là khi mà bạn quá trình tiến hành phỏng vấn để lấy thẻ xanh như thế nào, thì thực ra ấy, thì trong cái quá trình phỏng vấn để lấy thẻ xanh thì mình cũng sẽ nói qua cho các bạn để các bạn có thể là để các bạn có thể, những ai mà đang chuẩn bị phỏng vấn thẻ xanh thì chúng ta cũng có thể tham khảo qua. Thực ra thì mỗi người người ta sẽ hỏi khác nhau chứ không phải là ai người ta cũng hỏi giống giống nhau. Như trường hợp của mình ấy thì trước khi mình chuẩn bị để đi đi lên cái văn phòng phỏng vấn thẻ xanh ấy, thì ngày hôm đấy thì mình được hẹn là vào lúc 10 giờ sáng thì mình đi cũng rất là sớm, tại vì mình cũng sợ nếu như mà nhỡ đâu mà có tắc đường hay là đến muộn ấy, thì cái việc quan trọng hệ trọng đấy của mình là mình lại đến muộn thì cũng không không tốt cho cái cuộc phỏng vấn của mình, nên là mình đã đi rất là sớm, sớm trước khoảng độ gần 1 tiếng thì mình cũng chờ bên ngoài, cũng thủ tục chuẩn bị các thứ ở trên ở bên ngoài một lúc, thì vào đến nơi thì cũng chắc cũng còn khoảng độ 20-30 phút thì là đến lượt mình, giờ của mình phỏng vấn. Thì khi đi ấy, thì mình đã chuẩn bị hết một cái tập hồ sơ, trong đấy có tất cả những cái mà luật sư của mình đã đưa ra, những cái gì mình cần phải chuẩn bị. Thì mình không tự làm online hồ sơ mà mình có nhờ luật sư làm, cho nên là tất cả những gì mà luật sư viết ra, nốt ra và mail cho mình thì mình chuẩn bị như thế luôn. Thì từ những cái, tất cả những cái giấy tờ mà bạn nhận được của USCIS, của văn phòng chính phủ á, thì mình đều cất riêng ra một cái phong bì riêng và mình mang theo từ cái hôm mà bắt đầu mình nộp hồ sơ cho đến khi mình phỏng vấn. Có bao nhiêu cái phong bì mail người ta gửi cho mình là mình đọc và mình giữ lại hết để mình mang đi cùng với cuộc phỏng vấn. Đó là cái hồ sơ người ta bắt buộc phải mang theo các bạn ạ. Và toàn bộ hồ sơ giấy tờ, như là những cái giấy tờ tùy thân liên quan đến tất cả những cái tùy thân của mình là mình phải mang theo hết, giấy khai sinh rồi các thứ, các kiểu giấy tờ công việc cũ hay cái gì, nói chung là tất cả từ A đến Z, rất nhiều các bạn ạ. Thì trong mỗi một cái tập hồ sơ mình có ghi ở bên ngoài bìa, mình có ghi thứ tự từ 1 đến 11, mình có tất cả là 11 tệp hồ sơ. Thì trong mỗi một tệp hồ sơ là
cái chính là mình sẽ ghi ra ngoài, và đấy sau đó có những cái gạch nhỏ bên trong là có những cái gì, và mình ghi như thế nào thì mình sẽ xếp thứ tự y như thế luôn, để khi mà mình nhìn vào cái bìa của hồ sơ là mình biết cái đấy nó nằm ở vị trí nào, để mình họ có hỏi đến cái là mình lấy được ra ngay, mình đưa cho họ thì nó sẽ rất là thuận tiện nữa, để người ta không phải mất thời gian ngồi nhìn mình lục cả đống hồ sơ ra để mình tìm cái mà người ta hỏi. Đấy là cái khâu chuẩn bị hồ sơ là các bạn phải làm như thế rồi. Còn riêng cái phần passport, cái hộ chiếu passport thì mình, và cái bằng lái xe và cái giấy tờ mà mình làm ở bên Mỹ, tất cả những cái giấy tờ đấy, rồi cả cái thẻ cho phép làm việc tại Mỹ á, là mình cũng để riêng hết những cái đấy ra một tệp. Tại vì những cái đấy là những cái mà bắt đầu đến phỏng vấn là người ta sẽ hỏi bạn đầu tiên, và bạn sẽ phải đưa những cái đấy ra cho cái nhân viên phỏng vấn người ta xem. Thì bắt đầu cuộc phỏng vấn thì người ta sẽ cũng rất thân thiện thôi, người ta chào hỏi mình cũng chào hỏi người ta, và người ta bảo mình ngồi thì mình ngồi, còn lúc đầu đến là mình cũng cứ đứng thôi, kệ người ta, thì người ta bảo mình ngồi thì mình ngồi. Rồi người ta sẽ hỏi là tại sao, người ta hỏi thì nó có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà hầu như nó là những cái câu hỏi rất nhạy cảm các bạn ạ, chứ không phải là những cái câu hỏi đơn thuần chỉ là tên anh chị là gì, rồi thì câu hỏi chứng minh quan hệ có đúng là vợ chồng hay không, phòng của bạn màu gì, hay là nhà của bạn màu gì, rèm cửa màu gì, hay là giường màu gì, các thứ để chứng minh. Đó chính là những cái câu học thuộc lòng đó các bạn ạ, để chứng minh các bạn có đúng là vợ chồng thật hay không, hay là giả. Thế nhưng mà mình thì mình nói thật là họ không hỏi mình những cái câu hỏi nào liên quan đến những cái mình học à. Mình học thuộc từ trên xuống dưới rất là nhiều câu hỏi luật sư đưa cho mình, thì tất cả những câu hỏi đó là thường người ta sẽ hỏi ở cuộc phỏng vấn, khi phỏng vấn thẻ xanh ở dạng kết hôn đó. Mà các bạn có biết không, có những cái người ta hỏi nhạy cảm vô cùng, thì thực ra là mình cũng rất là ngại khi phải nói ra trước cái một cái cộng đồng công cộng như này, thì thực ra là nó cũng mang tính chất là khéo khi lại động chạm gì đó, nên là mình chỉ nói qua thôi chứ mình không nói kỹ. Là người ta sẽ hỏi về cái vấn đề mà ly hôn của bạn và con riêng, con của bạn thì mình là con riêng, mình gọi là con riêng, thì là không phải là con chung giữa bạn và cái vị kết hôn hiện tại, mà là con riêng của bạn thôi. Các bạn biết không, người ta xoáy vào đúng những cái nỗi đau của bạn, để cho bạn cảm giác như là bạn sẽ bị một cái gì đấy nó sâu, nó ăn hẳn vào trong cái tim, trái tim của bạn, làm cho bạn như là sẽ không được thoải mái, không được, như kiểu làm cho bạn cảm giác như là bạn sẽ rất là khó khăn để vượt qua được những câu phỏng vấn như thế, để cái phần trượt là sẽ nhiều hơn là phần đậu. Thì thực ra người ta hỏi chán chê các thể loại ông xã nhà mình hết rồi. Họ hỏi nhiều lắm mà không có hỏi mình, họ cứ toàn hỏi ông xã thôi. Thì ông xã cũng trả lời hết rồi, cũng như toàn những cái mà nói thật là mình cũng không quan tâm lắm, mình cũng còn chả để ý là họ hỏi những cái gì ông xã, hình như là công việc, nghề nghiệp các thứ. Tại vì mình chỉ có đang run để xem họ hỏi mình cái gì. Trời ơi, bao nhiêu câu hỏi chuẩn bị người ta cũng chả hỏi. Người ta hỏi xoáy vào những cái nỗi đau của mình. Thế là mình cứ đơ ra các bạn ạ. Các bạn có biết là tại vì những cái đấy thực sự là mình cũng không phải là chuẩn bị gì cả, tại vì nó cũng là những cái thực tế thôi. Mình hỏi thì mình trả lời thì được thôi. Nhưng mà hỏi nó như là một cái mũi kim các bạn. Cái mũi kim mà đâm vào cái vết kim, mà đâm vào cái chỗ mà đã lâu lắm rồi, đã không muốn nhắc đến, thì nó lại gợi lại, nó buồn các bạn ạ.
Thì các bạn có biết không, người ta hỏi xong mình chẳng muốn trả lời gì cả, mình cứ đơ hết cả người ra. Xong một hồi sau thì mình cũng trả lời, nhưng mà trả lời nó cũng không được rành mạch, nó cũng chả được hay ho gì cho lắm. Tại vì bạn biết không, chồng của bạn thì ngồi, chồng hiện tại của bạn ngồi ngay bên cạnh bạn, con bạn cũng đang ngồi ngay bên cạnh bạn, còn người ta lại đi hỏi về cái người chồng trước và cái người con riêng của bạn. Nên là mình nói như thế thì các bạn cũng đủ hiểu rồi. Thì các bạn chuẩn bị tinh thần, những ai mà ở trong trường hợp như của mình ấy, thì là mình nghĩ chắc chắn người ta sẽ có những câu hỏi như thế. Chứ những cái câu hỏi về cuộc sống thường ngày để chứng minh hai vợ chồng là thật, người ta sẽ không hỏi đâu các bạn. Đó là cái chia sẻ về cái cuộc phỏng vấn thẻ xanh của mình. Thì thực ra là mình còn không mang cả cái bill đứng tên mình ở nhà để chứng minh là hai người cùng. Tại vì không có cái gì đứng tên chung của hai người cả, toàn là đứng tên riêng hết, mà không mang một cái bill ở đi cả. Nên là các bạn đi phỏng vấn thì cũng nhớ là mang theo cái bill trả tiền điện nước hay là cái bill gì đấy để chứng minh là bạn và chồng bạn đều là cái đứng tên ở cái căn nhà mà bạn đang ở. Thì hôm đấy mình đi, tất cả mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, riêng nhất có cái bill đứng tên ở nhà là cái bank statement ấy, là cả hai vợ chồng đều không mang đi. Đó thì là những cái mà cái mình đã trải qua, thì mình chia sẻ để phần nào giúp cho các bạn ai mà đang có ý định mà làm thẻ xanh, phỏng vấn thẻ xanh, thì cũng có chút gọi là kinh nghiệm để rút ra, thì nó sẽ tốt hơn cho mình khi mà mình bước vào cuộc phỏng vấn. Thôi xin chào các bạn, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở một cái video mà chuyên nói về các kiểu các ông chồng của bên Mỹ. Thực ra thì ở Việt Nam á, rất nhiều người là mơ màng là lấy chồng ngoại quốc. Nhưng mà các bạn có biết không, chồng gì thì chồng, kể cả Việt Nam có rất nhiều loại người các bạn ạ, nước nào cũng thế. Cho nên là cái video từ lần sau thì mình sẽ hứa hẹn sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện chính ra là một là của một người bạn mình và một là một người nhà của mình nữa. Còn chuyện của mình cũng có vài thứ mình cũng muốn kể cho bạn nghe, thì để các bạn biết được là nó như thế nào, nó hay, nó ly kỳ lắm các bạn ạ. Để xem mà chồng Mỹ với chồng Việt có cái điểm gì khác nhau, và chồng nào thì sẽ tốt hơn. Cũng không muốn so sánh gì cả đâu, nhưng mà để cho các bạn khỏi phải tò mò xem mà chồng Mỹ thì sẽ như thế nào. Tôi tạm biệt các bạn nha.